Bên đỏ là sẽ có vua lòng đất, có đồng đế, có Gokitsu, có Boros, có Rigoriro. Gì mà con vua lòng đất rải xuống có một con dính skill vậy? Gì chờ? Ô Genji mà chờ ở server Việt Nam chờ tới một quýt. Nhưng mấy ông này chơi, ủa không phải free tướng, mấy ông này tuần này bị cấm mực hay sao á, tuần này bị cấm, mấy ông này không cấm mực, tuần này không bị cấm mực hay sao á chứ. Mẹ vua lòng đất không có siêu diệt kỹ luôn à mày. Đã lấy con vua lòng đất về mà còn không có siêu diệt kỹ nữa lại mấy bố á. Trời chạy siêu diệt kỹ luôn. Trời, mới chạy sấy 560k đam luôn nè mà cũng không xin nha. Chờ tháng 3 rồi con chạy không gánh được ta, mẹ kiều này con chạy đâu bị con nào khác chế đâu mà con chạy, à con bị câm lặng quên, ủa câm lặng này con chạy lên nó vẫn sấy được mà. Ủa là sao ta, trận này tại sao thua ta, con chạy nó không gánh tim được à, con chạy nó không gánh được à, bị câm lặng thì câm lặng chứ nhưng mà con chạy nó chết thì nó vẫn gây đam được mà. Nhìn con vua lòng đất mà đam skill nhìn bình thường với pha ke thì chứ thọ phượng phượng một luôn. Thì anh nói là con chày nằm đất nó vẫn xoáy được mà tại sao kiều này con chày nó không gánh được, ý anh ấy hỏi là tại sao con chày nó không gánh được á, hoặc là bên kia do bên kia đội giáp còn trâu quá, giáp bơm chưa mất mà con vua lòng đất bên kia nãy giờ toàn thiêu đốt được một con mà nó cùi vậy rước ra. Nè em chạy sấy đâm to mà nè mấy anh em coi nè, chạy nãy sấy 600k đam mà. Đó, chạy mạnh mà. Chạy một nhưng mà có siêu thị kỹ, chạy một nhưng mà có siêu thị kỹ. Kèo này mà cũng chạy hai là nó sấy vô đầu hết rồi đó. Kiều này mà con chạy hai là nó thấy bên kia rách người hết luôn rồi đó. Câm lặng chứ, câm lặng chứ liên quan gì đâu. Đâu có trường lực đâu mà con chạy nó chết. Ồ vẫn bị dính chưa búp rồi, vẫn bị dính debuff kìa. Đâu dính debuff đâu. Không bị dính debuff kìa. Tôi tưởng đâu mà dính debuff con chạy sống lên chết chứ, con chạy sống kìa. Không, tí thì bên kia xanh cỏ mà, tôi nói con chạy nó khỏe lắm mà. Chị một thôi, xui kèo chị một thôi. Trời má ăn đĩ của cái sư nó trâu. Vùng đất này nó không có siêu thị kỹ thôi, vùng đất này có siêu thị kỹ nó khác, vùng đất này chưa có siêu thị kỹ nhìn nó yếu thôi chứ. Vùng đất phải có siêu thị kỹ hoặc là có skin búp cho giống tôi nhìn yếu siêu. Con chày này mà con chày hai là nó sấy hai thằng này xanh cỏ rồi. Con chày này mà chày hai sấy xanh cỏ này tôi coi trận ngủ cao bơm mà tại sao con chày lại thua. Hóa ra là chày một. Trời. Mày ra ru hồi 200.000 máu. Tính ra là bên kia win win nhờ phi đỏ thôi chứ đâu có kết liễu được ra ru đâu.
Trời ơi, hồi này lấy máu tiếp 10 tên. Thì là win cho 10 tên chứ hai con ra ru gì win biết chừng nào mới chết. Là lộn con kỹ sư chứ. Thì ra là